không khỏi bệnh hoảng loạn vì ngửi các mùi thơm thành mùi hôi thối. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. 2 tháng sau khi khỏi Covid-19, chị Diễm bị rối loạn khứu giác. Các mùi nước hoa, nước xả vải, sữa tắm, chị đều ngửi thành mùi bọ xít, xăng dầu, thậm chí là mùi rác cháy. Chị Hoài Diễm, thành phố Hồ Chí Minh mắc Covid-19 từ tháng 12 năm 2021. Trong khoảng 10 ngày, chị chỉ bị mệt mỏi, sổ mũi, mất khứu giác nhưng không bị mất vị giác. Sau khi có kết quả âm tính khoảng 4 đến 5 ngày, chị dần lấy lại được khứu giác. Tuy nhiên 2 tháng sau đó, rắc rối mới lại đến khi chị bị rối loạn khứu giác. Lần đầu, những mùi thơm như mùi nước hoa, nước xả vải, sữa tắm, dầu gội, nước lau sàn, chị đều ngửi thành mùi rất gắt, hôi thối, rất khó chịu. Không chỉ vậy, các loại rau có mùi như diếp cá, rau răm, ngò gai hay quả như là dưa chuột, dưa hấu và chanh, chị đều thấy có mùi nồng như mùi của bọ xít, xăng dầu. Thậm chí, mùi cà phê hoặc các món ăn như bún bò, bún riêu cũng trở thành mùi khét như các ni lông bị đốt cháy. Tôi vô cùng stress vì tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng và ngày càng nhiều thứ bị đổi mùi. Lúc tắm giặt hay sinh hoạt tôi cũng sẽ bị khó chịu vì mùi khét, hôi, ám ảnh. Mỗi lần giặt đồ, phơi đồ tôi trở nên ám ảnh với mùi bột giặt, nước xả vải, chị Diễm nói. Bị rối loạn mùi khiến chị chán ăn nhưng dù vậy, để có sức khỏe chị vẫn phải cố ăn hoặc chọn những đồ ăn mùi nhẹ. Hơn 1 tháng tình trạng chưa cải thiện khiến Diễm vô cùng lo lắng. Về vấn đề này, bác sĩ Đặng Xuân Thắng, trường đại học Y Dược, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng cho biết đây là hiện tượng parosmia, nghĩa là rối loạn khứu giác. Người bị rối loạn khứu giác hậu Covid-19 thường xuyên ngửi thấy mùi cao su cháy, rác, nước thải, bùn. Chứng rối loạn khứu giác xảy ra khi chỉ có một số thụ thể hóa học của mũi đang hoạt động, do đó não bộ người ngửi chỉ nhận được một phần dấu hiệu học của mùi, dẫn đến mùi bị méo. Lý do thứ hai là các cảm biến trong mũi hoạt động nhưng não không thể xử lý được thông tin tiếp nhận từ mũi, giống như khi có tổn thương dây thần kinh trong đường khứu giác, bác sĩ Thắng cho biết. Lý giải hiện tượng này, bác sĩ Thắng phân tích virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào chủ yếu là thông qua sự tương tác giữa protein spike của virus, protein S và thụ thể ACE2 trong tế bào đích. Vị trí chủ yếu để SARS-CoV-2 xâm nhập là phổi và đường tiêu hóa. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng furin protease cũng tham gia vào quá trình lây nhiễm vì SARS-CoV-2. Chất này làm tăng khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2 cũng như là cung cấp một con đường để virus xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương. Hai con đường lây nhiễm chính là đường máu và qua tế bào thần kinh với đường khứu giác. Vì tế bào mũi có mật độ thụ thể ACE2 cao, SARS-CoV-2 dường như đi vào thần kinh trung ương thông qua thần kinh khứu giác hoặc dây thần kinh sinh 3. Cơ chế bệnh sinh của mất khứu giác liên quan đến Covid-19 vẫn còn đang được tranh luận. Một giả thuyết cho rằng nó có thể là kết quả của sự tắc nghẽn các khe khứu giác, do đó ngăn cản sự kích hoạt các tế bào thần kinh cảm giác trong biểu mô khứu giác. Ngoài ra, có một loại tế bào khác trong mũi nằm bên cạnh các tế bào thần kinh khứu giác, được gọi là tế chống đỡ biểu hiện ACE2. Các tế bào này có chức năng hỗ trợ cho các tế bào thần kinh khứu giác trong mũi và có thể chết do nhiễm trùng. Tuy nhiên, việc mất đi các tế bào chống đỡ không dẫn đến cái chết của các tế bào thần kinh khứu giác, mà gây ra rối loạn chức năng cảm giác gây ra bởi sự co lại của lông mao. Điều này có thể giải thích cho việc mất khứu giác đột ngột. Bác sĩ Thắng cho biết các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bệnh nhân bị rối loạn khứu giác có thể phục hồi từ 15 đến 20 ngày sau khi bệnh khởi phát, có nghĩa là rất nhiều người sẽ tự cải thiện được tình trạng ngửi của họ mà không cần điều trị cụ thể nào. Tuy nhiên, có không ít trường hợp rối loạn khứu giác kéo dài quá thời gian đó cần điều trị thích hợp.